buổi tụ tập bạn bè, người ta thường nghĩ ngay đến món nhậu nào đó để nhâm nhi cho câu chuyện thêm phần rôm rả. Lẩu lòng bò là cái tên còn khá lạ lẫm với nhiều người dân đất Hà Thành. Vài năm trở lại đây, những quán lẩu lòng bò xuất hiện, trở thành món ăn ưa thích đặc biệt của phái Mày Dâu. Vừa dinh dưỡng lại vừa thích hợp lai ra trong những ngày đông lạnh giá. Tổng là 4 hộp bắp muống à? Đây là bốn hộp bắp muống. Đấy đi, một bắp một đuôi bạn 13 cái. Một cái của 13, hai cái này của 13 này. Bốn hộp bắp muống. Chịu ạ. Bốn hộp bắp muống. Qua tiêu dưa. Ừ. Có một lòng cho anh đâu anh ạ? Một lòng ạ? Một đây mấy? Lòng cam thì bỏ tôi. Bỏ tôi. Bốn lòng bắp muống. Anh đọc lại nhá, tẩu bốn ông sách nhá. Hai lòng to. Một lòng nhỏ. Ba to một nhỏ. Khóa đây. 20/21 này. Anh quả lẩu nhỏ cũng cho hết đồ mạ vào đảo luôn. Đi em một cái bàn 19 này. Ba cái bàn 21. Ba cái 21 cùng một cái 19. Mình ơi, ông xách ra cho anh này. Nhớ để gọn và rắc hạt tiêu nhé. Bàn 21 chị ạ. Ba cái 21. Đợi đi thằng nào đi. Đây là em đưa cho anh cả tổng đĩa. Bốn cửa. Đây ra ba rồi. Còn một đĩa vào. Cái xách này mình có phải tẩy đi không em? Dạ em không ạ. À mình. Cứ để nguyên cái màu đen này thôi đúng không? Không cần phải làm trắng nó. Đây đang chuẩn bị làm món lẩu bò đây đúng không em? Vâng. Đây là lẩu bé dành cho 2 đến 4 người. Ừ, 2 đến 4 người cái đĩa này. Vâng. Trong này là có lòng bò này, trắng trắng này là lòng bò lộn đúng không? Vâng. Lòng bò lộn này, sách này, tổ ong này. Và gan. Cơn à? Gan ạ. À gan. Gan với lại gân bò. Ừ. Còn nồi lẩu to thì nó sẽ có thêm tim. À, nồi to thì có thêm tim. Vâng. Ừ. Vừa rồi là cho mắm vào em? Dạ không ạ, đấy là rượu hoa tiêu ạ. À rượu hoa tiêu. Cho vào nó làm thơm này ạ. Vâng, nó dậy mùi lên ạ. Ừ. Cái này là mình xào chín luôn đúng không em? Vâng, cái này hầu như là mình xào ra là đã ăn được rồi. Ở đây thì cái món chính mà chủ đạo của quán chính là cái món lòng bò này, lẩu lòng bò. Thì tí nữa mình sẽ gọi hai người bởi vì hôm nay là mình đi hai người các bạn nhé. Hai người có giá là 249.000 này. Ngoài ra thì có lẽ mình nghĩ rằng là để cho nó tươm tất hơn cho cái món ngày hôm nay thì mình sẽ gọi thêm ngô chiên 39 này, salad cà chua, dưa chuột 49 này, nộm bắp bò me chua. Có vẻ như là cái này cũng hay đấy, mình sẽ gọi thêm một nộm bắp bò me chua nhá để mình review cho các bạn xem. Món xào này, có sao món xào là có bắp bò trần này. Bắp bò trần này mà ăn với lẩu thì mình nghĩ là cũng rất là hợp. Thế thì gọi thêm cái bắp bò trần này đi. 199.000. Mì chào phá lẩu, ở đây có cả phá lẩu à? Phá lẩu 199.000. Em Giai ơi, cho anh hỏi nhờ cái. Anh thấy ở đây là có cả phá lẩu hả em? Dạ có. Ừ. Phá lẩu này 199.000 là dành cho mấy người này? Cho 2 đến 3 người ăn này ạ. 2 đến 3 người ăn à? Ừ. Ồ thế thì chắc là cũng nhiều quá nhỉ? Sao mà ăn hết rồi? À, bên em còn có cả suất cho một người ăn đấy ạ. Suất cho một người ăn á? Thế là bao tiền ạ? Có giá là 99.000 ạ. 99.000 ạ? Ờ nếu mà thế thì lấy cho anh một suất cho một người ăn đấy đi. Dạ, vâng. Để anh ăn thử xem như thế nào. Ok, thế thì anh sẽ gọi thế này em nhé. Ok, như vậy là đồ đã lên hết rồi các bạn nhé. Trong lúc mà cái này là chờ là sôi thì mình sẽ thử cái này trước nhé. Bởi vì là cái này mình nghĩ rằng là nên ăn sớm, nếu không thì là nó sẽ bị dai, hoặc là nó sẽ nguội đi, nó không ngon ấy. Bò người ta thái là khá là mỏng này. Ăn nó giòn giòn. Ăn cái bắp bò này mình cảm giác là nó hơi chắc hơn so với cái bò thông thường các bạn nhé. Cái này có lẽ là người ta sử dụng gừng để người ta tẩy cái bắp bò này. Khi mình ngửi này mình thấy là nó có cái mùi gừng các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ thử sang cái món phá lấu này các bạn nhé. Cái này thì người ta cũng đã để một lúc rồi. Chúng ta thấy là nó hơi có cái váng này.
cái nước sốt ở đây mình thấy là nó cũng có cái độ sánh vừa. Mời các bạn nhé. Nó hơi có cái vị cay, ăn nó thơm. Thực ra thì không phải hơi đâu, đối với một số bạn mình nghĩ rằng là cái hương vị cay này nó hơi mạnh đấy. Còn đối với mình thì mình cảm giác là nó cũng bình thường thôi. Lúc đầu khi mà đưa vào miệng ấy thì mình có cảm giác ngay đầu tiên là nó có cái độ ngọt. Độ ngọt này là của cái nước ninh xương bò. Mình cảm nhận rất rõ cái mùi bò. Sau đó thì khi mà nuốt vào rồi thì mình thấy rằng là cái hương vị cay nó còn đọng lại ở cổ họng. Miếng thứ hai thì mình bắt đầu mình thấy là cái độ đậm đà nó tăng dần lên. Ăn rất giòn, ăn khá là mềm. Đây là sách bò này. Sách bò ở đây thì người ta không khử trắng. Chúng ta thấy là vẫn còn nguyên bản cái màu đen của cái sách bò. Mời các bạn nhé. Người ta ninh ăn dừa, khi mà mình cắn vào nó vẫn còn cái độ giòn của cái miếng sách bò. Nhưng mà khi mà nhai thêm vào thì nó rất là dễ đứt. Mình còn cảm nhận thêm cái vị nước cốt dừa khá là mạnh luôn các bạn ạ. Đây là miếng gân bò này. Gân bò này xem còn cái gì nữa không. Lòng bò đi. Đây là cái món chính của nhà hàng này. Ở à, đây là còn gan này. Mời các bạn nhé. Gân ở đây người ta ninh rất dừ luôn các bạn ạ. Ăn cắn vào phát là đứt hết. Đây là miếng lòng bò này, miếng chủ đạo của quán luôn này. Giòn giòn, ăn rất là ngậy, cay thơm bùi của nước cốt dừa. Mình sẽ thử tiếp sang món này các bạn nhé. Món này là món nộm bắp bò me chua này. Có độ hăng hăng của ớt chuông, có mùi thơm của lạc. Nước nộm này thì mình thấy là nó có cái vị chua ngọt, nó không bị gắt lên. Đây là miếng bắp bò này. Bắp bò này thì người ta cũng thái mỏng giống như là cái bát bắp bò trần thôi. Mời các bạn nhé. Ăn cái miếng bắp bò này thì mình thấy rằng là nó không dai và nó chắc như cái bắp bò này. Cảm giác nó không đều nhau lắm. Và ăn cái miếng bắp bò này mình thấy ăn nó mềm hơn. Và nó vẫn có cái độ giòn của gân bò. Giòn giòn, hương vị chua ngọt ổn độ. Khi nhai vào thì có vị đặc trưng của ớt chuông. Ok, mình nghĩ là cái nộm này ăn nó cũng khá là hay. Cảm giác là nó cũng ngon các bạn ạ. Ăn nó có cái vị hăng hăng của ớt chuông. Thực ra những cái món mà liên quan đến ớt chuông này thì mình khá là thích. Bởi vì ăn là nó tạo ra, thứ nhất là tạo ra hương vị lạ. Và nó hơi có một chút hăng hăng một. Ok, bây giờ mình sẽ thử sang cái món chính nhá. Mình nghĩ rằng là đối với cả quán này thì đây là cái món chủ đạo của quán thôi. Nó hơi có cái vị chua nhẹ, nó không quá đậm đà và nó có cái hương vị bò trong cái nước lẩu này. Hương vị nó hơi nồng của thịt bò ấy các bạn ạ. Đây cái miếng lòng bò này các bạn này. Ăn cái miếng lòng bò này thì là nó giòn hơn rất là nhiều khi mà ăn với cả phá lấu. Cái món phá lấu này là người ta ninh rất dừ luôn các bạn ạ. Ăn cái này thì mình bắt đầu mình cảm nhận được là ăn vào nó giòn tanh tách ra luôn ấy. Cảm giác cái vỏ của cái miếng lòng này nó cứng hơn so với cả cái lòng này. Nhai vào cái phần mỡ thì cảm thấy là nó ngậy ngậy. Nhai kỹ nữa thì bắt đầu là mình thấy là nó có cái vị thơm. Ăn nó tỏa lên cái vị thơm của thịt bò các bạn ạ. Ăn cũng khá là thú vị luôn. Nói chung là mình thích uống cái rượu nếp này. Uống rượu nếp bao giờ nó cũng thơm và nó có cái độ ngọt của nếp ấy. Nhưng mà cái rượu này mình nghĩ rằng là nó cũng hơi nhẹ hơn so với cả cái đô của mình một chút. Thực ra thì mình uống không giỏi rượu đâu các bạn nhé. Nhưng mà cơ bản ở nhà mình hay ngâm rượu thuốc ấy. Và thường sử dụng những cái loại rượu nó cũng khá là nặng. Đây là miếng tiết này.
tiết nhìn cũng đặc đúng không các bạn? Miếng tiết người ta cắt rất là vuông. Ăn là cảm thấy là nó hơi đậm một chút đấy. Xem còn cái gì nhá. Đây mình xem miếng xanh này, xanh bò. Cái miếng này người ta thái khá là bé này, mình thích nó to hơn một tí nữa. Ăn rất giòn. Rồi miếng gan này, xách ăn rồi này. Rồi ăn thử miếng khế đi. Ở trong cái lẩu này thì người ta thái có vẻ nó mỏng hơn so với cả bát phá lấu. Đây mình sẽ ăn miếng khế kèm, à miếng dứa kèm và miếng khế các bạn nhé. Mời các bạn nhé. Gan bò này được cái ăn nó ngon hơn gan lợn các bạn ạ. Ăn nó không bị bột và ăn cái miếng gan nó chắc. Ngoài ra nó vẫn có cái độ mềm khi mà nhai vào. Rất là giòn. Ăn khế lúc này là rất là dễ ăn, nó hơi có cái vị chua chua một chút. Ở đây người ta cho mình hai cái loại nước chấm để mà mình chấm với cả lòng bò. Đấy, đầu tiên là nước chấm này là nó loãng loãng này. Còn bên này chắc là tương rồi. Thử xem nào. Đúng vị tương bần thuần luôn nhưng mà nó rất là đậm. Cái nước chấm này ngon này các bạn này. Nước chấm này nó chua ngọt này và nó rất là đậm đà luôn. Ngoài ra thì khi mà nhấp vào ấy, cái hậu vị của nó là cái vị cay rất là phù hợp với cả mình. Nước chấm bên này ngon các bạn nhé. Còn bên này thì mình không thấy ấn tượng lắm về nước bên này, bởi vì thực ra nó như là cái nước tương bần bình thường thôi, không có cái gì đặc biệt đâu. Ok, mời các bạn nhé. Đầu tiên cho vào mồm thì có cái vị chua ngọt ngay lập tức của cái nước chấm này. Nhai vào thì bắt đầu là cảm thấy là nó ngậy ngậy của cái lòng bò. Thực sự lòng bò đây ăn rất là ngon, ăn rất là ngậy các bạn ạ. Nhưng mà mình không cảm thấy ấn tượng lắm khi mà kết hợp giữa cái nước chấm này với cả cái lòng bò này. Để mình ăn lại xem có ra cái cảm nhận nó khác hơn không. Ăn thì thấy cái hương vị nó khá lạ so với cả bình thường mình ăn lòng thôi. Vì bình thường mình ăn lòng mình có thói quen là ăn với cả cái nước mắm cho giấm, không có vị ngọt. Mời các bạn nhé. Chấm với tương thì mình thấy cảm giác là không liên quan lắm, bởi vì chưa bao giờ mình chấm lòng với cả tương cả. Lúc nãy quên là chưa nói là cái phá lấu thì người ta cho kèm mình cái bánh mì này các bạn nhé. Bánh mì ở đây giòn. Cảm giác là nó rỗng hơn so với cả cái bánh mì thông thường. Ăn bánh mì với cả phả lấu ăn rất ngậy luôn các bạn nhé. Rất ngậy và rất thơm. Mình thử như thế thôi, còn bây giờ thì mình cũng sẽ chốt luôn là cho bánh đa vào để ăn cho nó no bụng luôn. Các bạn ơi, hiện tại bây giờ chúng ta đang ở trong ngõ 68 Cầu Giấy. Ăn xong cái quán đấy thì mình ra đây cách khoảng tầm gần một cây số đấy các bạn ạ. Nói chung là không gần lắm. Theo mình thấy nhá, thì cái món lòng bò ở đây ấy, mình nói từng món một nhá. Về đối với cả cái món lẩu ấy thì đánh giá chung mình cảm thấy ăn rất là ok. Cái nước dùng của nó là có cái hương vị bò, cảm giác là được ninh từ xương bò. Cái thứ hai đối với cái món chủ lực là cái món lòng bò ấy thì mình ăn mình thấy khá ngon, nó rất là giòn luôn, ăn giòn sần sật luôn. Mà bên trong khi mà nhai kỹ vào thì ăn cảm thấy rất là ngậy và béo, do là cái lớp mỡ bên ngoài người ta lộn vào bên trong ấy, nhai kỹ thì cảm thấy độ béo và nó dậy cái mùi thơm của thịt bò. Còn đối với cả món lẩu thì cái mình không thích nhất đấy chính là tiết. Tiết ở đây người ta cho khá nhiều, ăn thì không được mềm lắm, tuy nhiên thì cảm giác là nó mặn. Còn đối với cả những cái món khác phụ mà hôm nay mình gọi kèm nhá, ví dụ đối với cả cái món bắp bò trần thì mình thấy là bắp bò ở đây ăn nó cũng khá là giòn, ăn ok, cảm giác tươi. Phá lấu thì ok nhá, và ăn cảm thấy nó rất là dễ ăn khi kết hợp với cả ăn bánh mì. Cái nội tạng ở trong cái món phá lấu này ấy, người ta ninh khá là dừ, ăn rất là dễ ăn. Còn đối với cả cái món nộm me chua ấy, thì mình thấy cái món này ăn cũng
cái độ chua ngọt là phù hợp. Tuy nhiên thì nó hơi mâu thuẫn ở đây một chút, bởi vì là đây là cái tên là nộm me chua, trong khi đó thì mình lại không thấy cái hương vị của me chua ở đây, mà chỉ thấy cái hương vị chua ngọt là kết hợp. Tuy nhiên thì tổng quan chung mình thấy ăn là nó cũng ok. Đấy là tất cả những nhận xét của mình các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.